chuẩn bị xua tuyên giáo dọn đường cho Trung Quốc hốt dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đại dự án vành đai và con đường của Tập Cận Bình là một tính toán thâm hiểm, lợi dụng chính quyền tham nhũng để gài quốc gia đó dính vào bẫy nợ. Trong những nước từng bị Tập dụ tham gia dự án này, có ý một cường quốc trong khối G7. Đối với các nước giàu thì Tập khó mà gài bẫy nợ, bởi tại những nơi này tham nhũng thấp và tính minh bạch được đề cao. Tuy nhiên vào hồi tháng 7, khi trả lời báo chí tại Serbia, Bộ trưởng Quốc phòng Ý ông Guido cho rằng tham gia sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc là một quyết định thiếu chuẩn bị và sai lầm. Nó không làm được gì nhiều để thúc đẩy xuất khẩu của Ý sang Trung Quốc, trong khi lại giúp tăng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Ý. Nước Ý đã thấm thía dự án vành đai và con đường của ông Tập Cận Bình. Đối với một cường quốc G7 mà còn bị dính những vấn đề trong đại dự án vành đai và con đường của Tập, thì làm sao những nước nghèo đủ sáng suốt để nhận ra vấn đề này? Ví dụ như Sri Lanka, khi bị Trung Quốc cấn trừ cảng biển tới 99 năm thì họ mới vỡ lẽ là bị dính bẫy. Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn không đủ sáng suốt để thấy được những cái bẫy trong dự án của ông Tập. Mà cho dù có thấy, họ cũng không mấy quan tâm. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân khi dự án vành đai và con đường được triển khai ở Việt Nam. Lúc đó khối quan chức được hưởng lợi, tiền thì đầy nhà, còn phần thiệt hại thì nhường lại cho đất nước và con người Việt Nam lãnh đủ. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam chần chừ chưa tham gia vào đại dự án này không phải vì họ sáng suốt, mà thực chất họ chỉ đang thăm dò phản ứng của người dân. Khi họ cảm thấy đủ khả năng để chấn áp mọi sự phản đối thì họ sẽ làm, chứ họ khó tách khỏi quỹ đạo của Trung Quốc cho được. Tham gia vào đại dự án vành đai và con đường là cơ hội kiếm ăn lớn nên không quan chức nào từ chối. Đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang bỏ ngỏ khả năng tham gia vào dự án này, với việc thường xuyên cử Chủ tịch nước tham gia diễn đàn cao cấp vành đai và con đường cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam rất muốn tham gia, nhưng khổ nỗi dân lại không chịu. Những vấn đề liên quan đến Trung Quốc là Việt Nam phản ứng rất mạnh. Đấy chính là điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam lo ngại, chứ họ không hề lo ngại rằng dự án này có lợi hay có hại cho đất nước. Miễn sao có lợi cho Đảng và có lợi cho quan chức đút tiền vào túi thì họ sẽ làm bằng mọi cách. Trung Quốc muốn làm đường sắt cao tốc của Việt Nam. Sau khi ông Võ Văn Thưởng tham gia diễn đàn cao cấp vành đai và con đường trở về, thì phía Trung Quốc lên tiếng muốn nhận thầu dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Tuy nhiên, để nhà thầu Trung Quốc nhảy vào một dự án lớn là cả một vấn đề, vì phải làm sao để dẹp yên được sự phản đối của người dân cả nước. Vào ngày 30 tháng 10, tờ báo Cà Phê Biz trên bài viết có tiêu đề "Một cường quốc ba lần từ chối Nhật, phớt lờ yêu cầu của Mỹ chi 480 tỷ đô la mời công nghệ Trung Quốc xây công trình quốc gia". Nội dung đề cập đến việc nước Anh phải nhờ đến công nghệ xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Tuy nhiên, bài báo này lấy tin từ Baidu và Hoàn Cầu Thời báo là những tờ báo nô bộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên không khả tín. Nếu lấy nguồn từ những tờ báo lớn của Anh Quốc thì độ tin cậy sẽ cao hơn. Giả sử Anh Quốc có mời thầu Trung Quốc làm đường sắt cao tốc thì Anh Quốc vẫn có thể buộc nhà thầu Trung Quốc thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, bởi cách quản lý của người Anh bao lâu nay là minh bạch, tránh tham nhũng, cho nên không dễ gì họ dính vào bẫy này. Hơn nữa, các nhà thầu Trung Quốc khi thực hiện dự án tại các nước giàu có, họ buộc phải làm tốt hơn so với khi thực hiện dự án tại các nước nghèo. Chất lượng hàng Trung Quốc không đồng nhất, nó tùy thuộc vào từng thị trường. Bài báo để dọn đường mời nhà thầu Trung Quốc nhảy vào. Thực ra, bài báo này được đưa lên là để thăm dò phản ứng của người dân, cũng như để dọn đường cho nhà thầu Trung Quốc nhảy vào dự án lớn của Việt Nam. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lên đến 60 tỷ đô la Mỹ là một số tiền rất lớn. Đấy là cơ hội để những quan chức của Đảng Cộng sản làm giàu. Họ sẽ tìm mọi cách mời Trung Quốc vào, bất chấp Trung Quốc đã để lại cái nợ ở Cát Linh, Hà Đông vẫn đang sờ sờ ra đấy.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin xua tuyên giáo dọn đường cho tàu hốt dự án đường sắt cao tốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Thoát bão thành chừng, Thủ tướng tự ve vuốt chính mình. Vào ngày 29 tháng 10, tờ báo Việt Nam Express có bài viết Thủ tướng Việt Nam đã làm được những điều tưởng như không thể. Bài báo này ca ngợi công lao của ông Phạm Minh Chính trong công tác chống dịch với lời lẽ có cánh tung hô lên tận mây xanh. Trong đó, bài báo có nhắc đến lời ông Phạm Minh Chính tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống COVID-19 tổ chức vào sáng ngày 29 tháng 10 vừa qua. Ông Chính nói rằng Việt Nam trở thành một trong những nước đi sau nhưng về trước trong phòng chống dịch. Việt Á là câu trả lời cho sự thành công hay thất bại trong công tác chống đại dịch của ông Thủ tướng này. Khả năng chống dịch Covid thế nào thì không cần phải tung hô nữa, kết quả đã bày ra tất cả. Đó là con số trên 40.000 người chết. Nếu chính phủ đã nỗ lực hết sức, làm tốt nhất có thể thì người dân có thể thông cảm. Nhưng trong hơn 40.000 cái chết đấy, có phần không nhỏ liên quan đến việc chính quyền cấu kết với gian thương để mà trục lợi trên thân thể người dân. Họ tung chiến dịch với bề ngoài thì chống bệnh, nhưng thực chất là quan chức và gian thương kiếm trác ngàn tỷ. Vụ án Việt Á là vụ án chuyến bay giải cứu nói lên tất cả. Ở vai trò là người đứng đầu của chính phủ và là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid, nhưng ông Phạm Minh Chính đã để cho thuộc cấp của ông là ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dính chàm, thì xem như ông đã thất bại trong vai trò là trưởng ban. Chưa có quốc gia nào mà chính quyền từ trung ương đến tận địa phương lại câu kết với nhau để mà trục lợi trên thân xác người dân đến như thế, khi họ đang rất khốn khó vì phải đối mặt với dịch bệnh như ở Việt Nam. Hậu Covid-19 là những cuộc loại bỏ nhau trên vũ đài chính trị, bởi chống tham nhũng chỉ là công cụ mà lâu nay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn dùng để thanh trừng nội bộ. Hàng loạt nhân vật bên chính phủ và tại các chính quyền địa phương thì bị tống vào tù. Cuộc thanh trừng này lớn đến mức hai ủy viên Bộ Chính trị đã phải ngã ngựa. Đâu chỉ Việt Á mà còn có các vụ chuyến bay giải cứu khác nữa. Giai đoạn từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 là lúc ông Nguyễn Phú Trọng ra tay mạnh nhất, khiến ông Nguyễn Xuân Phúc đã ngã ngựa bởi sai phạm của ông khi còn là Thủ tướng Chính phủ. Được biết, chiến dịch chống Covid trải qua hai đời Thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh Chính ngày nay. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc có sai phạm liên quan đến Covid thì ông Phạm Minh Chính cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm liên quan. Vậy thì tại sao ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa, còn ông Phạm Minh Chính thì vẫn vững vàng? Thật ra ông Nguyễn Phú Trọng chưa thể quật ngã được Phạm Minh Chính, bởi thế và lực của ông Phạm Minh Chính mạnh hơn Nguyễn Xuân Phúc. Từ ông trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid, chỉ đạo phòng chống dịch thất bại mà lại phát biểu tự vuốt ve chính mình, rồi báo chí nhà nước lại xuống vào đưa tin rầm rộ, thì điều này cho thấy sức khỏe chính trị của ông Phạm Minh Chính hiện nay khá tốt. Những người đang trong tình trạng sức khỏe chính trị không tốt thì không bao giờ báo chí dám dẫn lời tung hô đến như thế. Bởi tờ báo nào dám trái ý với chỉ đạo bên trên thì tờ báo đó có thể bị chảm bất cứ lúc nào. Thoát bão thanh trừng, ông Thủ tướng bắt đầu tự khen chính mình. Hiện nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã kết thúc. Kết quả là phe ông Tô Lâm vẫn không thể làm gì được, bởi vì bà Nhàn vẫn bật âm vô tín, mà một khi bà Nhàn có được nơi ẩn náu an toàn, thì dù cho Nguyễn Phú Trọng có cố cỡ nào đi chăng nữa, cũng khó mà làm được gì ông Thủ tướng đương nhiệm. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn an toàn thì đồng nghĩa với việc sức khỏe chính trị của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn còn tốt. Với việc chính quyền Đức bất hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam trong yêu cầu dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn,
thì ông Phạm Minh Chính vẫn an tâm kê cao gối mà ngủ ngon, không cần phải lo sợ điều gì. Có thể nói bão Thanh Trừng đã tạm lắng với Phạm Minh Chính, chỉ khi cơn bão đã đi qua thì con chim mới ung dung mà hót líu lo. Và thực tế ông Phạm Minh Chính đang hót, hót về thứ thành tích chống dịch giả tạo của chính mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay với bản tin Thoát bão Thanh Trừng, Thủ tướng tự ve vuốt chính mình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.